Ca sĩ Natalie sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Chắc là xin Charlie được hát lại đi ạ, bởi vì sự cố kỹ thuật không mong muốn nên là... Nhưng mà ít nhất là quý vị thấy là ca sĩ hát live chứ không hát clip ạ. Quý vị có thể vỗ tay lại được không ạ? Vâng, Ly xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Ly rất là vui khi có mặt trong một đêm nhạc rất ý nghĩa như vậy. Và đây là một ca khúc rất là quen thuộc. Ly xin thể hiện nó bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, ca khúc Xin chào Việt Nam, Hello Việt Nam. Đã, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Raconte-moi le vieil empire et les traits de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu osais dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola et les hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas. Dis bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dis bonjour à ton âme. Un jour. Quý vị có thể vỗ tay theo các khúc này đúng không ạ? Come on, yeah. Vỗ tay lớn lên nào. One day I fell in on my soul.